đỡ tra ép. Rất quyết liệt nhưng là không đủ. Vẫn là những cái bóng áo trắng. Sousa! Chân trái hoàng kim của bóng đá Uzbekistan. Và đó là Jalolid Dinov. 1 giờ đồng hồ bóng lăn. Bây giờ thì sự khác biệt mới được thể hiện. Nó đến từ một khoảnh khắc ngôi sao, đến từ Jalolid Dinov. Bàn thắng thứ 3 của anh tại vòng chung kết của bóng đá U23 AFC là một chắc tuyệt. Cũng phải nói rằng là số 10 của U23 Uzbekistan đã có quá nhiều không gian để căn chỉnh và tung ra cú đá chân trái sở trường. Bóng hơi lai ra má ngoài và nó trừng phạt việc Zion Suzuki phần nào đó đứng hơi cao một chút. Quá khó dành cho Zion Suzuki. Quá đẹp.